Mẹ, cô bị chúa cho mẹ. Có tiền chưa hả? Có tiền cho nó không? Mẹ cho mẹ ăn rồi. Cho mẹ ăn rồi à? Chị cho mẹ ăn rồi à? Ăn rồi không đánh giá? Chào bà con. Vừa rồi hai vợ chồng mình đi ra ngoài đã mua sữa cho bà ngoại, cũng như mua cái cục pin á, để cho bà nghe đọc kinh. Thì bà cũng hiểu biết, bà nhớ Tết đâu rồi, đi đâu được kia, bà hỏi, bà đi hỏi này kia nọ, nói chung coi như bà biết hết, bà biết hết trơn trọi đó. Bác mặc kiểu gì đây? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ở cổ lớn thì sao nữa? Chị cho ăn rồi à? Nói bác toán cho mẹ ăn rồi. Rồi bây giờ uống nước nào? Con nhớ nước. Để con rửa tay cái đã, con đi chợ con. Đó, nói chung là bà biết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhưng mà cái nói giọng nói của bà nó khó nghe đó. Thực ra bà rất biết đó. Đó, bây giờ để mình để cái máy đây cho bà nghe ha. Thì bây giờ coi như bà đang lắng tai nghe nè. Bà đang lắng tai nghe coi như những lời kinh mà hồi sáng chị Toán cũng như con gái út đọc cho bà. Thì mình thâu cái này. Đó, bây giờ bà đang lắng tai nghe đó. Thì hy vọng coi như phương pháp này thành công. Rồi bà đỡ bị bà đỡ bị đó. Đó bà ấy chứ rất rành mình rớt rồi. Rớt rồi. Đó thì hy vọng cái phương pháp này thành công á, thì bà sẽ an tâm coi đọc kinh cầu nguyện cùng với cái lời kinh hồi sáng hai đứa con của bà đó đọc để giúp bà coi như cầu nguyện đó. Nhưng như vậy bà cũng cảm thấy an tâm, bà cũng vui mừng không, bà cũng cười này kia. Thì lúc nào cũng có người mà chăm sóc bà để chờ con cái đoàn tụ với bà mai này. Ok, coi như cũng thành công rồi bà con ha. Thì mình cũng quay cho bà con biết như vậy á, để mình sẽ tải lên cho bà con nha. Rồi, bye bye nha.